Ngày 20 tháng 11 hàng năm đã trở thành ngày hội truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Hôm nay là ngày mà chúng ta cùng tôn vinh và tri ân những đóng góp của các thế hệ thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người. Đây cũng là dịp để những người làm công tác giáo dục cùng nhìn lại chặng đường đã trải qua của ngành giáo dục tỉnh nhà. Nếu đặt trong tiến trình lịch sử, thì những bước tiến thời gian gần đây đã đánh dấu sự chuyển mình đáng ghi nhận của ngành giáo dục tỉnh nhà. Kết quả đó chính là sự nỗ lực của tất cả cán bộ, giáo viên, những kỹ sư tâm hồn luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đào tạo con người. Dưới sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học thiết yếu được đảm bảo, trước yêu cầu thực tế ngày càng cao về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đội ngũ nhà giáo luôn ra sức thi đua, không ngừng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Kết quả hiện nay, quy mô giáo dục các cấp học, bậc học tiếp tục được củng cố và phát triển. Việc nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số các cấp học được tập trung bằng nhiều giải pháp cụ thể và có hiệu quả. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đổi mới theo hướng dạy học phát huy năng lực của học sinh. 30 năm sau ngày tái lập tỉnh, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đã gần 90%, chất lượng giáo dục ngày càng phát triển. Nhiều học sinh giáo viên tham dự các cuộc thi đã đạt được nhiều giải ở cấp quốc gia và khu vực. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia được nâng dần theo thời gian từ 3% của năm 2004, đến nay toàn tỉnh đạt 80%. Về đội ngũ nhà giáo, nếu năm 1992 toàn tỉnh chỉ có hơn 5.600 giáo viên, thì đến nay đã phát triển lên hơn 17.000 cán bộ quản lý giáo viên. Đến nay, toàn tỉnh vinh dự có được một nhà giáo nhân dân và 156 nhà giáo ưu tú. Kết thúc năm học 2021-2022, nhiều cá nhân tập thể của ngành tiêu biểu nhận được những thành tích xứng đáng. Có 377 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 18 cá nhân được đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 43 cá nhân đang đề nghị công nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 171 người đề nghị bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, còn có bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh, khen thường niên cho 177 cán bộ, khen thưởng cho 26 giáo viên đạt giải và giáo viên trực tiếp hướng dẫn học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia. Nghe dạy học nhìn ở một góc độ nào đó, quả thật là rất cao quý, rất thiêng liêng, nhưng cũng lắm thăng trầm. Có rất nhiều niềm vui, hạnh phúc, nhưng cũng có không ít nỗi buồn, chua xót, đắng cay. Nhưng khi đã chọn sự nghiệp trồng người, nếu người thầy biết chắc chiêu, trân trọng những niềm vui bé nhỏ, những hạnh phúc nhỏ nhoi, thì sẽ giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, lòng yêu nghề. Nhiệt huyết của ngày hôm qua, hôm nay và sẽ đi theo người thầy suốt cả cuộc đời. Trong thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng đội ngũ nhà giáo của tỉnh nhà vẫn kiên cường trên mặt trận giáo dục với mọi hình thức giảng dạy, trực tiếp, trực tuyến, để mục đích cuối cùng là mang kiến thức tốt nhất đến với các em, hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu của ngành. Dù ở giai đoạn nào thì giáo dục và đào tạo luôn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và trên hết là tinh thần vượt khó trách nhiệm với nghề của đội ngũ cán bộ thầy cô giáo. Từ đó, bức tranh giáo dục ở mỗi giai đoạn đều mang một dốc dáng mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và cho cả nước nói chung. Trải qua nhiều năm, với nhiều khó khăn, rất nhiều thách thức, nhưng mà sự quyết tâm và nỗ lực của ngành giáo dục, sự phấn đấu rất là cao của đội ngũ thầy cô giáo đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của ngành giáo dục tỉnh nhà. Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, nhìn lại cái chặng đường 30 năm kể từ khi tỉnh Sóc Trăng được tái lập, với cái sự đóng góp nỗ lực của ngành giáo dục tỉnh nhà, cho phép tôi được thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh xin được trân trọng cảm ơn, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành giáo dục. Trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ quản lý, quý thầy cô giáo đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng. Trước yêu cầu mục tiêu của giáo dục trong giai đoạn mới, đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý toàn ngành sẽ tiếp tục nỗ lực đoàn kết sáng tạo, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chặng đường tiếp theo trên hành trình dạy chữ, dạy người, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.